chữa lành cho người anh em của chúng con. Chúng con cầu xin Chúa chúc lành cho cha xứ đã đưa người anh em của chúng con về đến đây để được Chúa chữa lành. Chúng con cầu xin Chúa chúc lành cho hai người anh em của chúng con là bác Hoàng và bác Đồng từ bên Canada về đây, cũng như từ bên Mỹ về đây, để hỗ trợ với chúng con trong tinh thần diện chẩn, điều khiển liệu pháp. Chúng con cầu xin Chúa ban phước lành cho bác Hoàng và bác Đồng để mỗi ngày các bác mạnh khỏe, để các bác dạy dỗ chúng con, hướng dẫn chúng con tiếp tục trị bệnh cho những người anh em đang gặp những cái bệnh hiểm nghèo. Xin Chúa chúc phúc lành cho chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các nạn linh hồn được nên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thay mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Những danh Cha và Con và Thánh Thần. Con mời cha, mời mọi người ngồi xuống. Cha ơi, tụi con nhận bệnh như thế này là tụi con đã giảng giải nhiều cho bệnh nhân rồi. Đến một lúc nào đó tụi con giảng giải hết nổi rồi. Xin là tụi con nói chuyện ha, những cái điều mà tụi con nói nó nhiều quá rồi. Thì bây giờ tụi con mong rằng là người bệnh cố gắng nghe theo lời ban diện chẩn nha. Ban diện chẩn trong quá trình điều trị thì ban diện chẩn hướng dẫn mình như thế nào thì mình làm theo cái đó. Cái này là cái quyết định để mình hết bệnh. Ví dụ như là ban diện chẩn thấy cái bệnh mình không được phép làm cái này, không được phép làm cái này, mà được phép làm này là mình phải làm theo. Tại vì những cái căn bệnh này khi đến nơi đây thì là các bác sĩ đã bỏ có tay này, coi như là bệnh tử đó. Cái hồ sơ bệnh án này thì coi như là đây là giấy báo tử đó. Nhưng mà để mình có được một cái giấy báo tử này thì không phải đơn giản mà mình có được. Cái giấy báo tử này là thạc sĩ Nguyễn Quang Trung, thạc sĩ, tiến sĩ, bác sĩ, chứ không phải người thường. Cái người mà ở dưới làm ruộng làm nương như tụi con không dám báo tử đâu. Mà phải thạc sĩ, tiến sĩ, bác sĩ, giống như là nhà nghiên cứu sử học, giống như là nhà nghiên cứu dịch khoa học, người ta mới dám kết luận mình. Còn tụi con không phải là nhà nghiên cứu. Nhưng mà tụi con tìm ra được cái lọ thuốc để chữa trị như thế này. Thì đây là cái hồ sơ báo tử. Nhưng mà ngày chết thì mình chưa có thôi. Nhưng mà mình tin chắc rằng với lòng tin, với niềm tin của mình, với cái loại thuốc đúng theo khoa học thì Chúa sẽ giữ lại mạng sống của mình. Nhưng mà con cũng nói thêm với bác rằng sau khi mình giữ được mạng sống rồi, mình cố gắng mình sống tốt hơn nữa, mình tạo thêm nhiều phước hơn nữa cho bác nhé. Thì hôm nay cha dẫn bác đến đây để chữa bệnh thì tụi con sẽ đón nhận cái ca bệnh này để chữa lành cho bác. Nhưng mà phần chữa bệnh là của tụi con, còn phần lành bệnh là của Chúa. Giống như là Thánh Phaolô nói, tôi trồng Apollo tưới nhưng mà Chúa cho nó lớn. Thì bác này bệnh, cha dẫn tới, tụi con chữa nhưng mà Chúa cho hết bệnh. Bác Hoàng có nghe không? Cha dẫn bác này tới, bác này thì bệnh, tụi con chữa nhưng mà Chúa cho hết bệnh. Mình phải có niềm tin này mới được. Nhưng mà cái lúc mình chữa bệnh mình cũng chữa lung tung, mình cũng chữa đàng hoàng. Điểm thứ hai nữa là chúng con cảm ơn cha đã một tử nhân lành đã đưa con cái đến đây để chữa bệnh. Giống như sáng con có nói là một cái tư tưởng đó, khi mà một người mẹ mà mang thai mà chuẩn bị sinh con thì người mẹ nó quằn quại lắm, quằn quại trong cơn đau đớn chờ ngày sinh nở. Sinh nở ra rồi người mẹ nó mới vui. Thì khi nhìn cái hình ảnh của người mẹ mang thai quằn quại đó, ai nhìn vô ta thấy người ta cũng thương người mẹ đó. Thì cái hình ảnh đó là hình ảnh của cha đang này bây giờ. Giống như là trên đường đi từ Đà Lạt cha dẫn người bệnh nhân đến đây, có phải cha đang hoàn hoại không? Cha mong làm sao cho được gặp thầy, gặp thuốc để người này được mạnh khỏe. Đó là một hình thức cha đang hoàn hoại. Thì khi cha đến đây rồi thì cha giao lại cho tụi con, đó là cha đang sanh đẻ xong rồi đó. Rõ ràng nhìn cái hình ảnh của một người mẹ ai cũng thương, thì nhìn cái hình ảnh của cha ai cũng thương cả. Thì chúng con rất là thương cái hình ảnh này. Chúng con cầu xin Chúa chúc phúc lành cho cha hình ảnh này rất là tốt đẹp. Và mong rằng cha hãy làm nhiều người hơn nữa. Bởi vì một tử phải chăm sóc từng con chiên một. Con cũng nhắc ông luôn là cha đã bỏ tất cả để đưa ông đến đây. Thì ông cái đời sống tu của ông
cao hơn nữa. Không phải nói ông cha mới tu, mình không tu, mà mình còn phải tu hơn ông cha. Tại vì cái điều kiện tu của mình là mình, cái điều kiện tu của mình không phải ông cha, mình cố gắng tu được gì, tu được kiểu để bệnh tật mình Chúa cho vượt qua. Rồi mình còn phải nợ ân tình nhiều người lắm, ví dụ như là cha xứ ở đây nha. Còn mong rằng sau này ông khỏe mạnh lên, ông sẽ đến với cha, đến với cha xứ phục vụ cho cha. Tuy rằng cha không cần ông phục vụ đâu nha, nhưng mà ông cố gắng phục vụ lại cho cha nha. Đó là cái lòng mong mỏi của tụi con. Còn khi ông đến đây ông khám bệnh thì tụi con có hai cái giấy. Thứ nhất là có cái đơn xin khám chữa bệnh. Thì cái đơn này ông ký vào đây để chữa bệnh không tốn tiền, để ngày ông về đó không ai nói ngược với ông được hết. Tức là trị bệnh cho ông xong rồi mà đầu tiền ông là ông lấy cái đơn này ra, ông chiếu ra là tụi này không nói ngược ông được nha. Một cái đơn thứ hai là giấy cam kết khám bệnh. Trong quá trình điều trị khám bệnh cho ông thì ông không được bỏ cuộc. Nếu mà ban viện cảnh chưa cho ông về, ông không được làm sai thái độ ăn uống ngủ nghỉ hay là đi đây đi kia. Tất cả những điều này ông không được, ông không được làm ngược lại nha. Vì ở đây trị bệnh dễ mà khó. Dễ có nghĩa là gì? Có nghĩa là uống thuốc rất nhẹ nhàng. Nhưng mà khó ở chỗ là sai thái độ là không được. Phải đi trần thái độ là tụi con không được. Tụi con sẵn sàng đuổi ông ra khỏi phòng khám nha. Ông nhớ điều này nha. Như vậy thì trong cái giấy này có ông ký tên, con ký tên và có cha xứ ký tên để làm chứng, và có tụi con ký tên để làm chứng nữa nha. Là con phải ở lại con nuôi ba con tới cùng, chứ con không được bỏ ba con ở lại lên một mình nha. Đó là cái lòng mong mỏi của tụi con như vậy nha. Rồi cuối cùng thì khi đến đây khám bệnh rồi thì ông không phải trả tiền, nhưng cái tiền phòng trọ mình ở mình phải trả nha. Tiền phòng trọ đó thì ai cũng như nhau, ai cũng phải trả tiền phòng trọ nha. Rồi như vậy thì bây giờ là xong rồi ha, tụi con chỉ nói sơ sơ không vậy thôi. Giờ con cho ông ký tên vậy. Đó là tụi con một hình thức tụi con nhận bệnh như vậy để cho nó nghiêm túc đó. Dạ. Thủ tục rất là quan trọng. Vì nếu không có thủ tục này thì tụi con chữa bệnh không được. Mới mà trước khi mà giờ cho bệnh nhân uống thuốc mới đó mà được nghiên cứu đó là phải ký cái này đấy. Làm giấy tờ giống hệt trà rồi sợ chết là ông dùng cái thuốc mà không được, chưa được chính phủ chấp nhận thì đấy cũng giống vậy. Ở đâu cũng vậy, ở đâu cũng vậy, Tây cũng vậy đó. Con cũng nói với cha luôn cái chuyện mà đi khám chữa bệnh ở đây, tại sao phải làm giấy, là bởi vì là không biết ngày hôm nay, không biết người ta giống như là chết có các kỳ tử lúc nào, mà lỡ mới vô đây là ngày mai chết cái tự nhiên thưa tụi con không biết làm sao mà thường. Cha công nhận không? Không biết được cha, không biết được, nhưng mà mình chết chắc ăn như vậy. Cái tỷ lệ thành công ở đây rất cao chứ. Đúng vậy, tỷ lệ thành công cao lắm. Con chứ mà cha, chứ mà cảm ơn. Con xin gửi ấm ngay con về cha. Dạ. Và như lời cha nói với con là con về tu xếp để hẹn với cha lại. Phải tu xếp ngay. Vì cha bệnh rồi. Ở đây kể cả con cũng phải ký tên vô đây để tất cả cùng lên xuồng chữa bệnh, chứ không phải là cha ký hay mọi người ký là thôi. Nhưng mà kể cả con là người chịu trách nhiệm cuối cùng, mình thử ra con phải ký tên vào đây để an toàn đó cha. Chúc
chúc mừng ông được khám bệnh miễn phí nha. Yêu thương và cho không nha. Đến ngày ông ra viện ông không phải trả tiền. Chúc mừng ông có một bộ hồ sơ rất là tốt lành. Con nhắc lại ông một lần nữa, con không mong mỏi làm giấy cam kết để mà chết không bồi thường, con không mong mỏi điều này. Nhưng mà con tin rằng một ngày gần nhất cha chữa bệnh cho con là chết đem về chôn, không có chuyện làm giấy tờ đấy. Phải vậy không? Một ngày gần nhất sẽ có chuyện này xảy ra. Hỏi chứ bây giờ cha dẫn ông tới gặp cha Tường chữa bệnh cho ông, mà đi làm giấy này nó quê quá lại quê. Hai ông cha mà đưa đứa con đi chết sao, đúng không? Nhưng mà thời thế bây giờ nó cũng sợ dữ lắm. Cho nên ráng làm cái giấy. Nhưng mà con hy vọng rằng chừng thời gian ngắn nữa thì thôi cha mình dẹp hết giấy tờ, con cái đến cha chữa bệnh xong, hết về cho hết về người sống tiếp con, chết về chôn với con. Đó là con mong điều đó được xảy ra như vậy. Cuối cùng chúng con cảm ơn cha, cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt ở đây để cùng lên xuồng cầu nguyện cho bệnh nhân và chữa bệnh cho bệnh nhân. Cảm ơn hai bác ở bên, từ bên Mỹ, từ bên Canada về đây nha. Xin chú chúc lành cho hai bác nha. Rồi bây giờ cha có nói gì với tụi con, dạy dỗ tụi con nhiều điều gì không? Dạ, con không dám. Không dám đây vì con nghe đây cha. Dạ. Thì khi mà làm phúc cho nhiều người. Dạ. Con có hay những đau. Dạ. Con nghĩ là mang tới người ta. Dạ. Và hơn ký thang người ta. Dạ. Để lớp ngày ấy là như chính chẳng hạn. Dạ. Vậy con cảm ơn cha nhiều lắm. Bác Đông có dạy dỗ chúng con gì không? Từ bên Mỹ về dạy mẹ vài câu. Vài câu cho tụi con học hỏi thêm chứ. Dạ. Thấy việc làm của cha Phêrô Huỳnh Văn Tường, chúng con từ xa rất là cảm khích. Rất là thấy đây là một cái việc làm phải nói là rất là đột phá riêng ngành y học của nhân loại bây giờ. Tại vì cái những có những bệnh nan y như ung thư hiện nay, đông tây y cũng đang trong vòng nghiên cứu mà chữa trị thôi mà cũng chưa thấy kết quả bao nhiêu. Mà cha Tường với bà gióm diện trận của tại Sài Vĩnh Kim, huyện Dòng Lớn này mà can thiệp được cái bệnh đó mà đã cho xuất viện trên 20 ca ung thư rồi. Và vừa rồi có đọc những cái tài liệu những cái bệnh án của bệnh nhân đó. Thì mấy lâu nay chỉ nghe thôi chứ chưa thấy, hôm nay mới là thấy. Và rồi vừa rồi cũng tiếp xúc một số bệnh nhân đây nữa. Thấy họ rất là lạc quan, rất là khỏe hơn khi mà mới bước tới đây. Thì có lẽ đây là một cái bước phải nói đây là cuộc cách mạng y học. Biết đâu là công nhân cả thế giới chưa làm được mà công nhân Việt Nam làm được. Tiêu biểu là bác sĩ Tường, Linh Mục Tường, Lương Y Thanh và một số đồng sự ở đây. Thì cũng cầu xin ơn trên thờ Thượng Đế ban nhiều hồng ân cho đất nước Việt Nam của chúng ta. Để mà cầu góp một bàn tay để cứu khổ cứu nạn cho nhân loại. Con cảm ơn bác Đông nhiều lắm.